Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng review một sản phẩm máy chiếu độ sáng cao của Epson đang khá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Ở đây tôi xin giới thiệu với các bạn model máy chiếu Epson EB1965. Đây là một trong những cái model mà được người sử dụng ưa chuộng vào các mục đích là trình chiếu trong những cái hội trường lớn hoặc là những cái khu vực có diện tích lớn với độ sáng nhiều, có nhiều ánh sáng đèn hoặc là ánh sáng tự nhiên ảnh hưởng, thì đây là một trong những model sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu trình chiếu như vậy. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu đến các cái thông số kỹ thuật của máy